Tohoki ngà chi tiết nhở Minasan Konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với ngữ pháp bài số 38 trên học kỳ basic với tiêu đề biến đổi. Tựa đề chung của ngữ pháp bài này chúng ta sẽ cùng học cách danh từ hóa động từ, hay nói đơn giản hơn đó là biến đổi động từ thành danh từ. Dewa hajime masho. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Dai san jiu hakka. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngữ pháp bài số 38. Ở ngữ pháp bài số 38 sẽ có nhiều một cấu trúc như sau. Một cấu trúc thứ nhất, no wa tính từ des, việc thì mang một tính chất nào đó. Cấu trúc số 2, no ga tính từ des, thích, ghét, giỏi, dở về một sự vật, sự việc nào đó. Cấu trúc số 3, no o wasuremashita, đã quên về việc, đã quên về một việc mà đáng lẽ chúng ta phải làm. Cấu trúc thứ 4, no o shitemasu, biết về việc, biết về một việc nào đó. Cấu trúc số 5, no wa danh từ des, việc thì đưa sự vật sự việc ra làm chủ đề của câu. Vào cấu trúc thứ nhất, no wa tính từ des, cấu trúc được hình thành như sau: động từ chưa có thể từ điển veru cộng với no wa tính từ des, ý nghĩa việc thì mang một tính chất nào đó. Cách dùng: thêm trợ từ no vào sau động từ thể từ điển veru để biến động từ đó trở thành danh từ. Đây, thêm trợ từ no sau động từ thể từ điển veru để biến động từ này thành danh từ. Trong trường hợp biến động từ này thành danh từ thì ở đây sẽ trở thành một cụm danh từ. Mẫu câu này được dùng để nói về cảm tưởng, ý kiến hay đánh giá về một sự việc, hành vi nào đó mà người nói muốn nhấn mạnh, vấn đề muốn nói đến. Vào ví dụ thứ nhất, utao utau no wa tanoshii desu, việc ca hát thì vui. Tao utaimasu là động từ hát, bài hát. Tuy nhiên muốn đưa nó trở thành danh từ, động từ phải chia qua thể từ điển veru cộng với no trở thành một cụm danh từ, việc ca hát. Và qua đây là trợ từ đi theo đằng sau danh từ. Utao utau no wa tanoshii desu, việc ca hát thì vui. Ví dụ số 2, manga o yomu no wa omoshiroi desu, thì bạn này bạn nói là đọc truyện tranh thì thú vị. Manga o yomimasu là đọc truyện tranh. Chúng ta chia qua thể từ điển manga o yomu cộng với no thành một cụm danh từ, việc đọc truyện tranh. Wa omoshiroi desu thì thú vị. Ví dụ số 3, mainichi hataraku no wa taihen desu, làm việc mỗi ngày thì vất vả. Mainichi hataraku no wa, làm việc mỗi ngày thì, taihen desu, vất vả. Vào cấu trúc số 2, no ga tính từ desu, cấu trúc cũng được hình thành như sau: động từ chưa qua thể veru cộng với no ga tính từ desu, ý nghĩa thích, ghét, giỏi dở về một sự việc nào đó. Thì động từ ở đây cũng chia qua thể từ điển veru cộng với no thì trở thành một cụm danh từ. Và ở đây tính từ của chúng ta là những tính từ mà chúng ta đã học đi với gá, đó là thích, ghét, giỏi dở. Chúng ta sẽ dùng nồ gá. Cách dùng: mẫu câu này được dùng để nói về việc thích, ghét, giỏi dở, vân vân về một cụm danh từ nào đó. Vào ví dụ thứ nhất, osake o nomu no ga suki desu, tôi thích uống rượu. Thì thích ở đây là thích việc uống rượu. Osake o nomu no là trở thành cụm danh từ uống rượu. Osake o nomu no ga suki desu, tôi thích uống rượu. Hay ví dụ số 2, tabako o su no ga negate desu, bạn này nói là tôi không thích hút thuốc. Tabako o su no ga trở thành một cụm danh từ, việc hút thuốc. Negate desu là không thích, ghét. Negate cũng tương tự như là kirai vậy, nên nó sẽ đi với trợ từ ga, no ga. Vào ví dụ số 3, e o kaku no ga heta desu, bạn này nói là tôi vẽ tranh xấu tệ, vẽ tranh rất là xấu luôn. Eo kaku no ga là việc vẽ tranh. Heta desu là kém tệ, cũng đi với trợ từ ga, no ga heta desu. Vào cấu trúc số 3, no o wasuremashita, cấu trúc được hình thành như sau: động từ chia qua thể từ điển veru cộng với no o wasuremashita. Thì tương tự như hai ngữ pháp trước, động từ cũng chia qua thể từ điển veru cộng với no trở thành một cụm danh từ. Và wasuremashita chúng ta sẽ đi với trợ từ o. Vậy no o wasuremashita, ý nghĩa đã quên về một việc nào đó. Cách dùng: mẫu câu này được dùng để diễn tả việc đã quên về một vấn đề hay một công việc đã dự định hay phải làm trước đó. Thì một công việc dự định phải làm nay chúng ta đã quên mất rồi, chúng ta sẽ sử dụng câu trúc này để trở thành một cụm danh từ, quên cái việc đó. Vào ví dụ thứ nhất, kagi o kakeru no wasuremashita, cô này cô nói là tôi quên khóa ổ khóa rồi.
quên khóa mất rồi. Thì cái việc mà đáng lẽ chúng ta phải khóa nhưng ta quên mất. Kagio kakemasu chúng ta chia qua thể từ điển kagio kakeru. Đối với wasuremashita chúng ta sẽ đi với trợ từ o, chúng ta sẽ dùng là no wasuremashita. Tôi đã quên khóa ở khóa rồi. Vào ví dụ số 2, de kakeru toki doa o shimeru no wasurete shimatta. Thì bạn này bạn cũng nói là khi đi ra ngoài tôi đã quên đóng cửa rồi. Đi ra ngoài và quên đóng cửa. Khi đi ra ngoài đó là de kakeru toki và quên đóng cửa, doa o shimeru no wasurete shimatta. Quên đóng cửa mất tiêu rồi. Vào ví dụ số 3, denki o kesu no wasurete shimatta. Chị này chị nói tôi quên tắt điện rồi. Quên cái việc mà chúng ta đáng lẽ phải làm đó là tắt điện. Denki o kesu no, việc tắt điện, wasurete shimatta, tôi quên mất tiêu rồi. Và có chốc thứ tư, no shite masu. Động từ chưa qua thể thông thường cộng với no shite masu. Biết về một việc. Cách dùng như sau. Mẫu này được dùng để hỏi người nghe có biết về một việc nào đó hay không. Nếu mà chúng ta biết, chúng ta trả lời hay shite masu, còn không biết sẽ là ie shirimasen hay là shirimasen deshita. Vậy chúng ta chú ý một điểm, đó là điểm khác nhau giữa shirimasen và shirimasen deshita. Sau khi hỏi mà biết thì chúng ta sẽ dùng là shirimasen deshita. Còn sau khi được hỏi vẫn trong trạng thái chưa biết về vấn đề đang nhắc đến thì chúng ta sẽ dùng là shirimasen. Hỏi xong nhưng mà chúng ta vẫn không biết, chúng ta sẽ dùng là shirimasen. Vào ví dụ thứ nhất, raigetsu bucho ga kekkon suru no shitte masu ka? Bạn có biết chuyện trưởng phòng sẽ kết hôn vào tháng sau không? Thì bạn này biết này, bạn ấy trả lời hay shitte masu, vâng tôi biết. Thì kekkon shimasu chúng ta chia qua kekkon suru cộng với no shitte masu ka? Ví dụ số 2, sacho ga hikkoshi shita no shitte masu ka? Bạn có biết giám đốc đã chuyển nhà rồi không? Thì bạn này không biết, bạn ấy sẽ trả lời là ie shirimasen, không tôi không biết. Thì ở đây người này hỏi là bạn có biết chuyển nhà không, là chuyển nhà đi đâu ấy, thì bạn này không biết đi đâu cả, thì bạn ấy sẽ trả lời là không tôi không biết. Ví dụ số 3, Sato san ga kuruma o katta no shitte masu ka? Bạn có biết anh Sato đã mua xe ô tô rồi không? Ie shirimasen deshita, không tôi không biết. Và bây giờ bạn ấy biết rồi, biết là anh Sato có xe ô tô rồi. Nên chúng ta sẽ sử dụng cụm từ shirimasen deshita. Vào ngữ pháp số 5, no wa danh từ desu. Cấu trúc được hình thành như sau. Động từ chưa qua thể thông thường cộng với no wa. Tính từ đuôi y giữ nguyên y cộng với no wa. Tính từ đuôi na và danh từ chúng ta không dùng đà, chúng ta chia qua na no wa cộng với danh từ hai. Ý nghĩa, việc thì đưa sự vật sự việc ra làm chủ đề của câu. Cách dùng, mẫu này được dùng để nhấn mạnh danh từ mà chúng ta muốn nói. Mệnh đề ở phía trước là trở thành một cụm danh từ. Chú ý, câu văn sẽ trở thành chủ ngữ và được đưa về dạng thông thường. Trợ từ quá đứng ở mệnh đề trước sẽ chuyển thành trợ từ gã, thì tương tự như mệnh đề bổ nghĩa vậy. Trợ từ quá ở câu văn phía trước sẽ được đưa về trợ từ gã. Vào ví dụ thứ nhất, Sato san to hanashiteru no wa Tanaka san desu. Người đang nói chuyện với anh Sato là anh Tanaka. Đây, người đang nói chuyện với anh Sato này là anh Tanaka. Các bạn để ý chữ no này này. Chữ no này ám chỉ cái gì? Vật hay là người hay là một cái gì đó thì phụ thuộc vào danh từ đằng sau. Ở đây người ta nói Tanaka-san thì ở đây sẽ ám chỉ là Hito, là người. Người mà đang nói chuyện với anh Sato là anh Tanaka. Vào ví dụ số 2, Watashi ga umareta no wa Hanoi desu. Nơi tôi sinh ra là Hà Nội. Thì các bạn để ý này, Hà Nội là một địa điểm, vậy no này sẽ chỉ là địa điểm nơi. Và umareta no bằng với umareta tokoro, nơi tôi sinh ra. Trợ từ wa ở mệnh đề phụ cũng sẽ biến đổi thành ga. Vào ví dụ số 3, ima ichiban aitai no wa ryoshin desu. Bây giờ người tôi muốn gặp nhất là bố mẹ. Bạn này bạn nói người muốn gặp nhất là bố mẹ. Nếu mà ryoshin ở đây thì danh từ ở đây chúng tôi sẽ dùng là người. Người mà tôi muốn gặp nhất là bố mẹ. Đối với câu hỏi megane o kaketeru no wa dare desu ka? Người đang đeo kính là ai vậy? Đang đeo kính là ai đấy? Sato san desu, là anh Sato. Kaketeru hito thì là kakeru no wa bằng nhau. Vào ví dụ số 5, ichiban taisetsu na no wa nan desu ka? Thứ quan trọng nhất đối với bạn là gì? Bạn này thứ quan trọng nhất là sức khỏe này.
Ichiban taizu na no wa kenko desu. Thứ quan trọng nhất đối với tôi là sức khỏe. Taizu tính từ đuôi nam ta chia quá na no wa. Vậy là chúng ta đã học xong ngữ pháp bài số 38 rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo. Minasan, arigatou gozaimashita.